Hoàng rời Cam Ranh tham dự WPNS6. Quý vị và các bạn thân mến, chiều ngày 8 tháng 5, chiến hạm Đinh Tiên Hoàng đã rời cảng Cam Ranh đi Singapore tham gia duyệt binh quốc tế và diễn tập đa phương WPNS6. Theo những thông tin được công khai trong chuyến công tác này, đoàn công tác theo tàu Đinh Tiên Hoàng gồm 137 sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Lê Hồng Chiến, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn sẽ tham gia vào nhiều hoạt động bao gồm duyệt binh tàu quốc tế. Diễn tập biển đa phương trong khuôn khổ hội thảo hải quân các nước Tây Thái Bình Dương lần thứ 6, diễn tập chia sẻ thông tin hàng hải năm 2017. Cùng với đó là triển lãm quốc tế về hàng hải quốc phòng châu Á 2017. Ngoài ra đây cũng là dịp để tàu 011 Đinh Tiên Hoàng tuần tra vùng biển phía Nam, huấn luyện đi biển đường dài, nâng cao năng lực chỉ huy, trình độ khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tham gia các hoạt động giao lưu đối ngoại, hội nhập quốc tế của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trước khi lên đường đi tham dự loạt sự kiện quốc tế lần này, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, tàu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham dự triển lãm hàng hải và hàng không quốc tế 2017 Lima 2017 tại Langkawi, Malaysia. Đặc biệt, chuyến hải trình được coi là lịch sử với Hải quân Việt Nam do tàu 011 Đinh Tiên Hoàng thực hiện, diễn ra hồi đầu năm 2016. Cụ thể, sáng ngày 20 tháng 1 năm 2016, tại quân cảng Cam Ranh, tàu 011 Đinh Tiên Hoàng lên đường đi dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế tại Ấn Độ vào thăm, giao lưu với Hải quân Singapore. Đây là lần đầu tiên tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam vượt hàng nghìn hải lý từ Biển Đông, Thái Bình Dương qua eo biển Malacca để tới Ấn Độ Dương thực hiện chuyến công tác. Hoạt động trên thể hiện sự hội nhập sâu rộng toàn diện của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, Hải quân Nhân dân Việt Nam nói riêng với quân đội và hải quân các nước trong khu vực và quốc tế. Trước khi thực hiện chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đến Ấn Độ và Singapore, hồi cuối năm 2014, hai chiến hạm lớn nhất của Hải quân Việt Nam là Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng cũng đã thực hiện chuyến thăm dài ngày đầu tiên đến ba nước Đông Nam Á là Philippines, Indonesia và Brunei. Chuyến thăm này đã được báo chí nước ngoài dành sự đặc biệt quan tâm. Báo Học giả Ngoại giao có trụ sở tại Nhật Bản đã đăng tải bài phân tích của giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về quốc phòng Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Australia, đề cập nhận định của ông về một số động thái gần đây của quân đội Việt Nam trên khu vực Biển Đông. Đặc biệt, giáo sư Carl Thayer cho rằng việc hai chiến hạm lớn nhất của Việt Nam thực hiện chuyến thăm có thể xem như là tín hiệu cho thấy Việt Nam thực sự đã quyết định đẩy mạnh chiến lược phòng thủ của mình. Theo phân tích của giáo sư Carl Thayer, việc Việt Nam tiến hành các chuyến thăm bằng chiến hạm đến các nước thuộc khu vực Đông Nam Á cũng là một hoạt động đáp lại sự nhiệt tình từ các chuyến viếng thăm với cấp độ tương tự của các chiến hạm của Hải quân Brunei, Indonesia cũng như Philippines đến các cảng biển của Việt Nam. Tác giả nhận định, đây là lần đầu tiên các tàu chiến Việt Nam thăm Philippines kể từ khi thống nhất vào năm 1975. Cũng theo giáo sư Carl Thayer, quan hệ giữa lực lượng vũ trang của Việt Nam và Philippines đang ngày càng được thắt chặt trong những năm qua. Sau khi có thông tin việc tàu chiến Việt Nam thăm Philippines, chính phủ Trung Quốc thông qua người phát ngôn ngoại giao của họ có tên là Hoa Xuân Oánh cho rằng hy vọng các bên có những nỗ lực lớn hơn cho tăng cường lòng tin lẫn nhau, bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực. Các bạn vừa theo dõi video Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng rời Cam Ranh tham dự WPNS6. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Donald Trump cầm chui trong quan hệ Mỹ-Trung. Quý vị thính giả thân mến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi nhận một bức thư từ lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng vào sự phối hợp giữa hai nước. Việc gửi thư và điện đàm đều được đưa ra từ phía Nhà Trắng cho thấy sự chủ động định hình cho quan hệ Mỹ-Trung của ông Trump. Nó không chỉ phá vỡ bầu không khí im lặng từ sau khi ông Trump lên nhậm chức Tổng thống Mỹ so với các chỉ trích nặng nề trước đó đối với Trung Quốc, mà còn bắt đầu cho một kỷ nguyên mới của quan hệ Mỹ-Trung. Truyền thông Trung Quốc ca ngợi tín hiệu từ Mỹ và đưa tin cụ thể về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Theo đó, Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm đã chúc mừng ông Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ, nêu rõ kể từ khi ông Trump nhậm chức, hai bên đã duy trì liên hệ chặt chẽ về những vấn đề cùng quan tâm. Ông Tập Cận Bình cũng bày tỏ đánh giá cao việc ông Trump sẵn sàng mở rộng hợp tác Trung-Mỹ, cũng như phát triển mối quan hệ song phương mang tính xây dựng có lợi cho hai nước cũng như là cộng đồng quốc tế. Theo Chủ tịch Trung Quốc, tình hình thế giới diễn biến phức tạp cùng nhiều thách thức mà hai bên phải đối mặt hiện nay đã làm gia tăng tính cấp thiết của hợp tác Trung-Mỹ. Theo đó, hai bên có thể dựa vào nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển, đồng thời có thể trở thành đối tác tốt.
Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác cùng có lợi với Mỹ trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, năng lượng, cơ sở hạ tầng, giao lưu nhân dân. Gia tăng trao đổi phối hợp trong các vấn đề quốc tế, khu vực để bảo vệ hòa bình và ổn định trên thế giới. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hài lòng có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ông Trump cũng bày tỏ hài lòng về việc hai bên duy trì liên hệ cấp cao chặt chẽ kể từ khi ông nhậm chức, cho đây là điều vô cùng quan trọng. Tổng thống Trump cam kết phía Mỹ sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, v.v. cũng như trong các vấn đề về quốc tế. Tổng thống Mỹ khẳng định tôn trọng chính sách một Trung Quốc và chính phủ Mỹ sẽ kiên định lập trường này. Đáng chú ý, bức thư là liên lạc trực tiếp đầu tiên của ông Trump với ông Tập Cận Bình kể từ khi vị tổng thống doanh nhân bước vào Nhà Trắng và thực thi quyền lực của mình, trong khi tân tổng thống Mỹ có hàng loạt các cuộc điện đàm với nhiều lãnh đạo trên thế giới kể từ khi nhậm chức, ông lại im lặng một cách khó hiểu với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Giới phân tích và dư luận đã đặt nhiều câu hỏi phía sau sự im lặng đó của người đứng đầu nước Mỹ, cũng như bày tỏ các mối lo ngại về quan hệ Trung-Mỹ thêm căng thẳng dưới thời vị tỷ phú Mỹ. Đặc biệt là hồi tháng 12 năm 2016, ông Trump khẳng định Mỹ không nhất thiết phải theo đuổi chính sách một Trung Quốc. Ứng viên Donald Trump được cho là đã thực hiện việc kinh tế hóa chính trị trong cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống Mỹ. Ngay từ khi tranh cử cho đến khi nắm quyền lực, vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ luôn cho rằng nước Mỹ đã bị cả đối tác lẫn đối thủ làm hại. Vì vậy, ông thề quyết tâm lấy lại cho nước Mỹ, cho người Mỹ những gì đã mất. Để không làm mất lợi ích Mỹ có thể được thực hiện bởi hai động thái là ngăn chặn đối thủ làm lợi từ nước Mỹ và khai thác lợi ích từ đối tác mang về cho nước Mỹ. Trong số những đối thủ bị cáo buộc cướp mất lợi ích của Mỹ thì Trung Quốc là nước bị chỉ trích nhiều nhất. Thậm chí ông Trump cho biết ông sẽ sử dụng nhiều biện pháp trừng phạt Trung Quốc để lấy lại lợi ích cho người Mỹ. Vì vậy, khi ông Trump vào Nhà Trắng đã khiến cho không ít quan điểm trong dư luận nhận định, thậm chí lo ngại trong một cuộc chiến Mỹ-Trung là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, lợi ích nước Mỹ bị cướp mất là rất nhỏ so với lợi ích Mỹ có được trong quan hệ với Trung Quốc, nên ông Trump sẽ chỉ rung cây dọa khỉ đối với Trung Quốc, chứ không gây đối đầu căng thẳng và phân hại nghiêm trọng đến quan hệ Mỹ-Trung. Đặc biệt khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lên tiếng Mỹ chỉ cần động binh tại Biển Đông, có nhiều nhận định cho rằng Mỹ nhượng bộ hoặc hạ tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á trong chiến lược đối ngoại của Mỹ. Song thực chất, động thái này thể hiện bước đi nhằm tối đa hóa lợi ích cho Mỹ của chính quyền ông Trump mà thôi. Trump không cần động binh vì lợi ích Mỹ có thể gia tăng nhờ động thái đó. Vì vậy, có thể nhận diện kinh tế hóa chính trị đã được xem là nền tảng trong quan hệ Mỹ-Trung. Với ông Trump, mọi thứ đều có thể thương lượng và Trump biết cách thương lượng. Mọi xung đột vốn có trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đều được hóa giải dựa trên nguyên tắc này, và đó chính là sự khác biệt trong quan hệ Mỹ-Trung dưới triều đại Trump so với các chính quyền Mỹ trước đây. Như vậy, với vị thế của Mỹ trên thế giới, cùng sự đổi thay lớn diễn ra trong đời sống chính trị Mỹ, Washington sẽ là thực thể đóng vai trò định hình quan hệ Mỹ-Trung, còn Bắc Kinh sẽ là thực thể có những thay đổi phù hợp để thích ứng. Và có thể nhận diện chính quyền Trump sẽ không tạo ra bất bình đẳng với Trung Quốc, vì điều đó sẽ lợi bất cập hại cho Mỹ. Bài toán kinh tế hộ gia đình ở Mỹ cho thấy dù Trung Quốc có xuất siêu vào thị trường Mỹ, dù hàng hóa Trung Quốc có phá giá trên thị trường Mỹ, thì trong bất cứ trường hợp nào, kinh tế Mỹ vẫn luôn được lợi trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Từ đây, lợi ích Mỹ được xem là thay thế cho giá trị Mỹ, đóng vai trò nền tảng cho chiến lược đối ngoại của chính quyền Trump. Trong sự thay đổi ấy, quan hệ Mỹ-Trung gần như là mối quan hệ duy nhất có tính bình đẳng, cùng có lợi dưới triều đại Trump. Điều này cũng nên xem như một khuyến cáo với các quốc gia nhỏ là nơi Trung Quốc-Hoa Kỳ tranh giành ảnh hưởng, nhất là khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bởi lẽ túi tiền Trung Quốc lớn hơn túi tiền bất kỳ quốc gia nào trong khu vực, và Donald Trump đã nhìn thấy điều đó. Các bạn vừa theo dõi video Donald Trump cầm chui trong quan hệ Mỹ-Trung. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. So sánh sức mạnh và trí thông minh bom của quân đội Nga-Mỹ. Quý vị thính giả thân mến, ngày 18 tháng 2 năm 2017, GVO có đăng bài Mỹ thử nghiệm thành công loại bom hàng không mới có khả năng thay thế tên lửa. Cách đây hơn 40 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1976, Liên Xô đưa vào trang bị bom hàng không chịu nhiệt FAB-500T. Chúng được Tập đoàn Khoa học Công nghiệp Banzan thiết kế riêng cho máy bay ném bom MiG-25RB. Các loại bom khác không thể sử dụng được cho chiếc máy bay siêu âm này. Máy bay trinh sát ném bom MiG-25RB được bàn giao cho các đơn vị không quân Xô Viết năm 1971 là biến thể của máy bay đánh chặn MiG-25. Nó có thể tăng tốc độ lên đến 3.000 km/h và lấy độ cao đến 20.700m. Với tốc độ gần đạt 3M như vậy, vỏ thân máy bay có thể nóng tới 300 độ hoặc hơn. Vì thế, nhôm chỉ chiếm 11% trong tổng số khối lượng vật liệu chế tạo máy bay,
Các vật liệu chủ yếu là titan và thép. Các quả bom được treo trên các móc bên ngoài cũng nóng lên đến một nhiệt độ tương tự như vậy khi MiG-25RB bay. Hơn nữa, khi bom được ném từ máy bay đang bay ở tốc độ 2M và ở độ cao rất lớn, nó còn có nhiệt độ cao hơn. Vì vậy, không chỉ các tham số của bom có thể thay đổi, mà trong nhiều trường hợp, hiệu quả của đòn tấn công từ trên không bằng kiểu bom này xuống còn bằng không. Vì thế mà phải thiết kế bom chịu nhiệt FAB-500T riêng cho MiG-25RB. Chính MiG-25RB là loại máy bay đầu tiên trong lịch sử ném bom khi đang bay với tốc độ siêu âm. Lần thử nghiệm đầu tiên được thực hiện tại Belarus trên trường bắn Polesky. Bom được thả từ độ cao 20 km, bay theo quán tính 40 km và khi nổ đã tạo một cái hố sâu 2,5 m, đường kính 4,5 m. Bán kính nổ văng của các mảnh bom 870 m. Trong trường hợp cho nổ chậm sau khi tiếp đất, hố bom sẽ có chiều sâu 13 m, đường kính 22,5 m. Bán kính nổ văng của các mảnh bom 430 m. Sở dĩ có được hiệu quả như vậy là vì tiếp đất với tốc độ lớn, bom khoan sâu vào trong lòng đất và sau đó mới nổ. Các tính năng của FAB-500T như sau. Tổng trọng lượng là 530 kg, chất nổ tính tương đương TNT 256 kg, dài 247 cm, đường kính 40 cm. Bán kính tiêu diệt tối đa các phương tiện kỹ thuật không bọc thép là 200 m. Bán kính tiêu diệt tối đa các phương tiện kỹ thuật bọc thép là 75 m. Hiện nay không quân, bộ đội đường không vũ trụ của Nga đang có trong trang bị bom chịu nhiệt có công suất lớn hơn là FAB-1500T. Loại bom bộc phá hiện đại công suất lớn nhất của Nga hiện nay, FAB-9000M54. Nó được chế tạo từ những năm 50 thế kỷ trước cho máy bay siêu trọng Tu-95. Trọng lượng bom là 9.407 kg, trọng lượng chất nổ là 4.297 kg, được ném từ độ cao 16.000 m và khi máy bay đang bay với tốc độ 1.200 km/h. Bom FAB-9000M54 được sử dụng nhiều trong chiến tranh tại Afghanistan từ 1979 đến 1989. Không quân Liên Xô đã ném xuống các trận địa kiên cố của các chiến binh gần 500 quả bom kiểu này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiệu quả sử dụng FAB-9000M54 không được như tính toán bởi vì độ chính xác khi tiếp đất của bom không cao, các hang đá nơi các chiến binh bố trí các căn cứ và nhà máy sản xuất đạn dược quá vững chắc. Trong trường hợp này, sử dụng tên lửa KH-25 với độ sai số cách mục tiêu nhỏ hơn 2 m hiệu quả hơn nhiều. Tên lửa 25 KH phóng từ Su-25 chui vào trong hang đá, tiêu diệt sinh lực và phương tiện kỹ thuật của đối phương. Bom hạng nặng được sử dụng chủ yếu là để gây sức ép tâm lý cho đối phương. Còn một lý do nữa tất nhiên là không được công bố công khai, có những quả bom đã gần hết thời gian bảo quản. Ném bom là phương pháp thanh lý chúng rẻ tiền nhất. Tại Afghanistan đầu những năm 2000, người Mỹ cũng hành động tương tự như người Nga trong những năm 80. Cùng với một thành tích tương đương, quân đội Mỹ sử dụng bom rơi tự do BLU-82 B Daisy Cutter, trọng lượng chất nổ là 5.715 kg. Cũng tại Afghanistan, Mỹ đã cho thử nghiệm bom chân không thế hệ mới GBU-43 với trọng lượng chất nổ 8.480 kg. Các nhà thiết kế bom này khẳng định là công suất của loại chất nổ mới này lớn hơn TNT tới 1,35 lần. Thời đại bom thông minh. Cho đến một thời điểm nhất định, GBU-43 của Mỹ là loại bom phi hạt nhân có sức công phá mạnh nhất. Tuy nhiên, năm 2007, Nga đã cho thử nghiệm một loại bom có công suất cực lớn. Nguyên tắc hoạt động của nó cũng tương tự như GBU-43 của Mỹ và được đặt tên là bom hàng không chân không công suất cao. Bom chân không đã được người Mỹ sử dụng từ trong chiến tranh Việt Nam. Người Việt Nam đã từng được trải nghiệm loại bom này, nên nguyên tắc hoạt động và sức mạnh hủy diệt của nó đã được nói tới nhiều trên các phương tiện. Xin không nhắc lại ở đây. Bom hàng không chân không của Nga thử nghiệm năm 2007 có công suất tương đương 44 tấn TNT. Trước đó thì nó chưa có loại bom nào có sức công phá mạnh như thế. Giữa bom chân không EGBU-47 hiện có của Mỹ và bom chân không của Nga có sự khác biệt tương đối lớn. Sở dĩ có sự khác biệt đó là do bom Nga sử dụng loại chất nổ mới với thành phần dĩ nhiên là được giữ tuyệt mật. Bom Mỹ với trọng lượng chất nổ 8.200 kg có đương lượng nổ 11 tấn TNT, còn bom Nga trọng lượng chất nổ 7.100 kg nhưng công suất tương đương 44 tấn TNT. Thêm nữa, diện tích hủy diệt của bom Nga gấp 20 lần bom Mỹ, còn nhiệt độ cháy gấp 2 lần. Có thể hình dung sức công phá của bom chân không Nga như sau. 90 m cách tâm nổ, các kết cấu kiên cố nhất bị đánh sập hoàn toàn. 200 m cách tâm nổ, những kết cấu không kiên cố bị phá hủy hoàn toàn. Các công trình bê tông cốt thép gần như bị phá hủy hoàn toàn. 300 m cách tâm nổ, những công trình không kiên cố kiểu công trình nhà ở, nhà cao tầng bị phá hủy hoàn toàn. Các công trình kiên cố thì bị phá hủy một phần. 450 m cách tâm nổ, những công trình không kiên cố bị phá hủy từng phần. 1.100 m cách tâm nổ, sóng xung kích làm vỡ kính. 2.300 m cách tâm nổ, sóng xung kích thổi ngã người đi đường.
chắc chắn là trong thế kỷ mới, sẽ không còn nước nào chế tạo bom rơi tự do. Chúng đã được thay thế bằng bom có điều khiển hoặc bom bay. Những kiểu bom này còn được gọi là bom thông minh. GBU-43 của Mỹ vừa nói tới ở trên cũng là một kiểu bom như vậy. Gần như có thể khẳng định là sau khi tiến hành một số thử nghiệm nữa, bom chân không của Nga vừa nói tới ở trên cũng có khả năng tự tìm đến mục tiêu. Nhưng thực ra bom thông minh không phải là cái gì đó quá mới. Người Đức đã sử dụng chúng từ năm 1943 để tấn công các tàu Anh với độ chính xác cực cao từ cự ly 8 km. Một năm sau đó, không quân Mỹ cũng tấn công người Nhật bằng bom thông minh, cùng với việc vũ khí hạt nhân được chế tạo và được coi là điều kiện cần và đủ để giành chiến thắng quân sự. Kiểu vũ khí thông minh này bị lãng quên. Các kỹ sư vũ khí chỉ là quan tâm đến chúng vào giữa những năm 1960. Những quả bom hàng không có điều khiển đầu tiên rất không hoàn thiện, trước hết bởi vì chúng được dẫn tới mục tiêu bằng tín hiệu vô tuyến. Rất không lâu sau khi được bom sử dụng, bên phòng thủ bắt đầu sử dụng thiết bị áp chế sóng vô tuyến để đối phó. Hiện nay, so với một số các phương pháp dẫn bom có điều khiển đến mục tiêu là radar, laser, hồng ngoại, vô tuyến, vệ tinh, GPS và GLONASS, sai số xác suất vòng tròn khi áp dụng các phương pháp này nằm trong khoảng từ mấy chục mét đến 2-3 mét. Ưu thế nổi trội của bom hàng không khi có điều khiển so với bom rơi tự do không chỉ ở chỗ làm tăng độ chính xác khi ném bom. Khi bay theo quán tính ở cự ly đến 60 km, chúng cho phép các máy bay ném bom phương tiện mang không phải bay vào khu vực phòng không của đối phương. Tuy vậy, trong trường hợp tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph được sử dụng với khả năng bắn hạ bất cứ mục tiêu trên không nào ở cự ly đến 400 km, thì ưu thế này của bom thông minh cũng sẽ gần như bằng không. Còn về việc tại sao bom có thể bay được một cự ly lớn như thế, thì nguyên tắc này rất đơn giản. Dù không có bất kỳ động cơ nào, bom bay được là nhờ mở các cánh thân sau khi rời máy bay và cơ động được nhờ các cánh đuôi. Cần phải nói thêm rằng cùng với sự phát triển bùng nổ của các công nghệ thông tin, chất lượng của bom thông minh cũng thường xuyên được nâng cao. Hiện có tin là chỉ sau một thời gian ngắn nữa, chúng sẽ được dẫn tới không chỉ các mục tiêu cố định mà cả các mục tiêu đang cơ động. Trong trang bị của Mỹ, có khoảng 20 mẫu bom hàng không có điều khiển, phần lớn trong số đó sử dụng hệ thống điều khiển laser. Trong các model mới nhất, nó được bổ sung hệ thống điều khiển GPS, khối lượng chất nổ lớn nhất được nhồi vào bom là 830 kg, nhỏ nhất đến 100 kg chất nổ. Mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin là các bom hàng không của Mỹ có thể bay hơn 100 km, nhưng trên thực tế con số trên khiêm tốn hơn. Kỷ lục về cự ly bay thuộc về GBU-43 bằng 65 km. Đối với tất cả các kiểu bom còn lại, chỉ số trên chỉ trong khoảng 12-24 km, còn về sai số xác suất vòng tròn của bom Mỹ vào khoảng 7 mét. Còn trong trang bị của không quân Nga, có hai kiểu bom thông minh KAP-500 và KAP-1500. Mỗi kiểu có một số biến thể tùy thuộc vào phần đầu tác chiến. Phần tác chiến của bom có thể là bộc phá nổ mảnh, xuyên thép, xuyên bê tông. Còn có cả biến thể bom chống ngầm, có thể nổ ở độ sâu đến 150 mét khi sóng biển cấp 6. Cự ly bay của bom Nga kém hơn bom có điều khiển của Mỹ chỉ đến 12 km, nhưng độ chính xác cao hơn. Sai số xác suất vòng tròn nằm trong khoảng từ 3-7 mét. Năm 2011, tại triển lãm hàng không MASK 2011, nhà sản xuất đạn dược Regent đã cho giới thiệu sản phẩm mới nhất, bom hàng không KAP-250, các tính năng của nó không được công bố. Tuy nhiên, có một loạt các dấu hiệu có thể cho rằng bom này sẽ được sử dụng cho các máy bay tiêm kích thế hệ 5 của phòng thiết kế Sukhoi là T-50. Chắc chắn KAP-250 sẽ là một loại bom thông minh mới về chất. Các bạn vừa theo dõi video so sánh sức mạnh và trí thông minh bom của quân đội Nga-Mỹ. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.